chủ đề đào tạo ngắn hạn trong giai đoạn 4.0. Và mình đến tham dự buổi hội thảo, mình cảm thấy là đây là một buổi hội thảo vô cùng ý nghĩa, được nghe chia sẻ của các thầy giáo rất là nổi tiếng của Trung Quốc, các giáo sư đầu ngành Hán ngữ Trung Quốc, và đưa ra cho mình rất là nhiều cái gợi ý giúp cho mình có thể cải tiến cái phương pháp giảng dạy Hán ngữ làm sao để phù hợp với nhu cầu thực tiễn và có thể ứng dụng được công nghệ 4.0 trong quá trình giảng dạy và đào tạo Hán ngữ.